xíu nói cho mọi người nghe này nè. Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đến kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Thì mình là Danh đây, còn ở đây là cái người anh mà mình rất là yêu mến. Tại vì hôm nay anh em mình đã có nói là hôm nay ảnh sẽ qua đây chơi với anh em mình, sẽ thăm anh em mình. Nhưng mà ảnh qua mấy ngày nó ngủ hết trơn rồi, còn mình hồi nãy mình mới rửa chén giặt đồ xong mình mới còn thức. Mày quạt cái con dưới, mày quạt đi. Mấy tụi nó ngủ hết rồi, còn mình thì mình đón anh mình. Rồi sẵn hồi nãy giờ anh em mình có lên một kế hoạch và mình với anh mình cũng đã chuẩn bị một cái màn tròn để dành cho tụi nó nha mọi người. Thì đây anh mình đây. Trời ơi. Ba lại đây. Ba lại đây nhé. Kiếm mẹ tí ơi. Mọi người muốn biết cái màn tròn này giữa mình với anh Tấn. Ui. Cái gì? Tí nào? À con là Tí đúng không? Con là Tí. Con là Tí hay Thí? Ba là mù à. Con là Tí, để con nhớ em Thí nữa. À vậy là con là Tí. Thì là mình là Tí nha mọi người, mình trong giai con của anh Tấn là thằng cha mù. Cha bị mù, dắt con đi kiếm mẹ. Thì cái màn tròn này mọi người muốn biết thế nào theo chân anh em mình. Theo anh em mình hết clip nha mọi người, ok. Cái gì vậy ba? Rồi làm bài trước đi. Nhỏ hồi hỏi ra ký đầu cái cốc hết trơn bây giờ cái nè. Ok mọi người. A few moments later. Mẹ ơi, giờ này mẹ đang ở cái đâu? Mẹ có biết là con dắt cha đi tìm mẹ lâu lắm rồi không mẹ? Con kiếm mẹ, mẹ biết mẹ ở trong bụi này không ba? Tí ơi. Dạ, nghe mà. Mẹ con đâu rồi? Trời ơi. Dạ. Mẹ con đâu rồi? Trời ơi, nó đang ngủ. Ông mù dắt mẹ, dắt ta đi kiếm mẹ. Mẹ dạ. Bà con của bác ơi, có ai thấy con ra sĩ Thục Quân ở đâu không? Rồi, chạy cho mẹ nữa. Tổng quân dân. Quân ơi. Quân à. Mẹ ơi. Là gì á? Mẹ thấy mẹ ở đâu không? Mẹ ơi, không biết thấy là mù tôi dắt vô đây lại. Ê trời, giỡn hoài luôn á. Thấy là mù rồi. Anh mồ ơi, có mẹ đó. Ủa ơi, ba mồ tôi có mẹ ở đâu ba? Quên ơi, quên à. Gì ông nội? Thấy ba cái mẹ của tôi đâu. Ông nội cũng nghe không biết gì ông nội ơi. Thấy mẹ nha. Làm gì anh Tấn? Anh đã bao đêm bao ngày mộng. Hai đứa đâu đâu? Cùng cái gì chạy đi về cho tao người. Mẹ. Quanh ơi, quanh đây. Cùng cái gì ai chạy? Quanh đây. Mẹ. Ba bao tiền em không nhà? Mẹ. Ba sống bên cho mẹ và phụ. Nhưng mẹ đã gây mối tình tan. Mù. Dạ dạ.
cô quýnh hai cho con mình quá. Một cô bác quýnh hai cho con mình quá rồi con ơi. Mà con cô bác thì nó chó đen quá. Đêm khách bao nhiêu quả kiếm 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 cơm. Thì mèo lên tức mèo chỗ tôi ngủ ngay mà. Dành nữa. Ê dành như tôi ghép tay ra quả kiếm. Lâu 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 ra ngoài đi. Đi bà. Khóa cửa luôn rồi. Lại bấm chốt đi dẹo. Mấy mệt thì chưa biến. Sờm sờm gì vô rồi kiếm mẹ. Mấy mệt thì chưa trời. Ngủ nghe ngủ yên mấy trời. Rồi tắt mẹ cho ai. A few moments later. A few moments later. Tụi tụi nó đi kết nha mọi người, để gã quýnh tụi mình chết. Dạ, ok, nếu mọi người... Qua đây, đi ngang qua đây là... Tụi chết, mày đuổi anh tao. Đi gì bởi luôn đi. Mày đuổi anh tao. Ngày đây không đi với em không sợ. Đi ra đây đứng với em nè.
Ok mọi người, mình xin kết thúc clip tại đây. Nếu mọi người thấy hay bấm đăng ký ủng hộ anh em mình để còn nhiều cái màn trong của mình đưa ra là chơi tụi nó sát chết nha mọi người. Còn giờ thì mình chào tạm biệt mọi người. Bye bye.